Hello các bạn, hôm nay mình sẽ làm một clip đó là review một cái món dành cho đòn gì dành cho chống lăn, mà không phải đậu nào cũng có. Đậu mình thì rảnh thì mua, không rảnh thì cũng mua thôi. Tào lao. Thì từ từ. Đấy, từ từ hiểu khui. Thì bữa nay là mình với Quân Lỗ sẽ khui một cái món đồ vừa mới nhận, đó là một cái đồ để gõ kèm với trống. Kìm với trống lăn, nhưng mà ít đòn mà sử dụng, nói chung cũng có sử dụng nhưng mà có đòn không, thì đòn mình thích nên mua thôi đó. Không thích rồi, thích thì mua, không thích thì cũng mua nha. Mà cái đồ đây là mình mua ở bên Trung Quốc, tại mình mua để cho nó rỉ, chứ còn ở mình thì giá nó cao nên mình ít mua, nên mình không mua, không đủ tiền mua nên mình mua bên Trung Quốc. Thì trước đó trước mình mà phèn mua bên Trung Quốc mình phải bill với mình vượt mấy ngàn cây số. Thì trước mua cái đây á, thì tụi mình có mua cái mỏ là khui đây đây, khui chiếc đũa ra gõ thử, để gõ thử cái mỏ đây. Cầm đi, gõ ra. Khui đây. Từ từ gõ từng cái nè. Gõ từng cái. Để anh gõ trước đã. Đây. Thì ở mình cũng có bán một cái màu xanh, một cái màu đỏ, nó bự hơn, nhưng mà do tại mình đang lướt để mình tìm mua cái đai này, cái mình thấy cái đai cái mình mua luôn. Này gõ này, đi boy. Đó. Đúng tụng kinh quá. Y như đồ tụng kinh vậy, nhưng mà chừng sĩ gắn gõ trong dưới đây thì nó hay. Thì mà tụi mình chưa có làm dùi nên lấy đũa gõ thử. Ê, tiếp theo là bây giờ là khui nha. Quân Lỗ sĩ khui để lên đây nè, để lên đây. Đó. Lại kêu. Lại kêu cái chỗ nhanh. Đấy. Anh vào làm game khui được rồi. Nó có tên nềm món là nó. Nềm món. Ủa có dùi luôn. Hả? Có dùi. À cũng được. Cầm đây lên coi, cầm đây lên anh gõ thử coi. Đó, từ từ. Đây, đây là phần cái chuông bò. Tụi mình mua. Ê anh Nhân, một cái tiện kèm một cái dùi. Một cái tiện kèm một cái dùi. À, rồi lấy ra chỉ rồi, chỉ rồi có dùi rồi. Thì mình mua cái đây gọi là cái chuông bò. Ủa, một cái có tặng được có đó. Đủ có dùi chỉ rồi. Đỡ phải đi làm dùi rồi. Ủa sao có 4 cái vậy? Nên hay 4. Ủa. Đếm coi 1, 2, 3, 4 nêm. Mình đặt là nêm cái mẹ. Thôi kệ đi. Chết rồi. Người ta cái hộp gì vậy? Không, hộp nó ái rồi. Người ta gieo bị thiếu rồi. Cái ông shipper lạ kỳ thiệt á. Vẫn có video là quay để mình phản hồi lại. Mình đặt nêm cái 1, 2, 3, 4 nêm. Nêm cái shipper lạc kỳ. Không phải shipper, do người giao hàng á, hình như nó bị thiếu hàng. Hay là cái ông ship hàng lạc kỳ vậy? Đó, thì gõ thử nè. Cầm ơi. Ừ, mỗi đứa cầm hai cái. Không phải ăn ship từ nhỏ tới lớn. Đây, đó. Cái này. Đây. Ha, từ coi đo thử lại. Trời, không đưa cho thằng mập nó cầm cái đồ đúng rồi. À, thằng mập cầm ít rồi. Rồi ra đừng có cầm rồi. Cầm ra. Đó. Ghê chưa? Cầm anh gõ thử. Đó, ghê dạ, chưa? Dạ, thằng tay cầm nãy quên cầm quyết rồi. Từ. Quân vừa gõ cái mỏ nha. Quân okay. Gõ cái mỏ cốc anh thử. Để thấp chúng coi. Ai cầm? Quân cầm một cái nè, một tê. Gõ cái đai thôi. Anh ra cầm lên. Đó. Không. Ok. Bây giờ là mình đại khái là mình mới có tập dạ thôi chứ im câu quân. Đại khái là mình khui ra chứ mình chưa có tập cái bài nhạc nó gõ ra sao hết. Nên đây là phần khui đó, quân gõ thử câu quân. Hả? Gõ cái nào? Gõ ra nè.
cầm lên. Gõ tưng 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 tưng. Nó vàng, cực vàng đúng không? Cái này vàng nhất. Cái đây là video mình bóp thử cái món hàng này nó như thế nào thôi. Ai ngờ là nó bị thiếu mất một món nữa. Đúng lúc là quay video luôn. Thì bữa sale là tụi mình chỉ tập một cái bài nhạc từ cái đây, bài trống á, để cái đoạn trống cho lăn nó nhẽ á. Thì mình tập nhẹ rộng chứ hay là lăn thì, thì mình tập rồi mình sẽ đăng lên sale, đăng cái bài đó sale. Ok, bye bye, hẹn vào video làm một bài nhạc. Sao nhắm như vậy? Nếu các bạn thấy video này hay phải chết. Không có hay, video này không có hay. Chủ yếu là sản phẩm thì ok, review sản phẩm là ok. Nhưng mà bữa sale sẽ tập các bài nhạc lại. Thì bữa sale coi kia đồ like cũng được. Bye bye đây. Ai lại bye bye. Love is love. Love is love. Adios.